Đi lính chưa được mấy ngày, thanh niên nghẹn ngào trở về nhà vì em trai 16 tuổi đột ngột mất. Theo chủ video chia sẻ, cô có một người em họ đi nghĩa vụ quân sự đầu năm 2024. Tuy nhiên, làm lính chưa mấy chốc thì nay đã phải vội vã trở về nhà, lòng quặn thắt vì nghe phải tin dữ về em trai. Gia đình người em họ chỉ còn ba mẹ con, vậy mà con cả đi lính, con út còn chưa kịp sống một cuộc đời tươi đẹp thì đã vội ra đi mãi mãi. Đáng nhẽ ở cái tuổi 16, em trai của nam thanh niên phải mặc áo sơ mi trắng, quần tây phẳng phiu tới trường học chữ, gặp gỡ bạn bè, chứ đâu phải ở nhà mặc áo thun, đội nón tai bèo rồi đi làm thuê làm mướn đến mức đột quỵ. Người anh trai từ doanh trại trở về nhà, chỉ biết ngồi đó thất thần nhìn vào di ảnh của em mình, rồi buông một câu nói nghe xót xa vô cùng. Giường to không nằm, chui lên cái bàn thờ nhỏ xíu nằm làm gì không biết. Người thân đứng đó cũng nghẹn ngào, khóc cạn nước mắt. Không ai nghĩ em lại không từ mà biệt với tất cả trong hoàn cảnh như vậy. Đau lòng hơn, chàng trai trở về chưa được mấy hồi thì đã bị triệu tập trở lại quân đội. Anh đành phải ra đi với hai hàng nước mắt lăn dài vì còn chưa kịp để tang em trai trọn vẹn. Cộng đồng mạng sau khi nghe xong câu chuyện đau lòng của gia đình nam thanh niên đi nghĩa vụ quân sự cũng đỏ hoe đôi mắt, sụt sùi liên tục, chỉ biết động viên chàng trai cùng gia đình nhanh chóng vượt qua nỗi đau. Chưa được 3 tháng quân trường, được về chắc do thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện cho rồi. Mong qua cơn mưa trời sẽ sáng. Người lính ơi, em hãy can đảm lên, hoàn thành nghĩa vụ của người con trai, về lại quê nhà, làm chỗ dựa vững chắc cho cha mẹ nhà em. Người đến là duyên và người đi cũng là duyên nhưng đã tận, cố gắng lên em nhé. Chẳng biết nói sao, thực sự có những lúc bản thân cũng gục ngã lắm rồi, nhưng cố đứng dậy vì còn phải lo cho gia đình. Thôi thì đã là cái số phận rồi, cố mà vươn lên vượt qua thôi. Còn bạn, bạn có cảm nghĩ như thế nào sau khi xem xong đoạn video trên? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.